Hello, xin chào tất cả các em. Có lẽ rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm mà mọi người đang ôn thi học kỳ đúng không? Ngày hôm nay thì thầy sẽ đưa ra một cái video đó là 8 kỹ thuật bấm máy tính của cái chương giới hạn. Hy vọng rằng là cái video này nó sẽ giúp ích cho tất cả các em trong quá trình chúng ta làm bài tập trắc nghiệm liên quan tới những cái câu giới hạn nhé. Chúng ta có thể tối ưu hóa cái thời gian để chúng ta làm bài, được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ không nói về lý thuyết hay bất cứ cái gì liên quan đến tự luận mà tất tần tật sẽ chỉ là bấm máy tính thôi nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đến với những cái kỹ thuật đầu tiên nhá. Kỹ thuật 1 đó là giới hạn của dãy số. Thì đối với cái phần giới hạn của dãy số này thì các em sẽ sử dụng cái phím chức năng đó là phím can cho thầy. Và chúng ta hiểu rằng là trong dãy số ấy thì cái n của chúng ta nó sẽ tiến đến dương vô cùng đúng không? Như vậy mình sẽ tính toán rất đơn giản như sau này. Đó là các em chỉ cần thực hiện duy nhất một cái phép toán, đó là các em nhập vào can. Nhập vào can thì các em sẽ có là n tiến đến dương vô cùng, như vậy em sẽ thực hiện cái thao tác đó là can 10 mũ 10 cho thầy. 10 mũ 10. Đó. Và đến đây thì mình sẽ chỉ cần đọc kết quả là xong. Tuy nhiên cái sự chú ý đó là với những cái câu mà nó có chứa cái lũy thừa như thế này này. Lũy thừa như này thì em hiểu là lũy thừa nó sẽ là một cái con số thực sự rất là to. Chính vì vậy khi em gặp những cái câu liên quan tới lũy thừa như này thì các em sẽ can 99 cho thầy. Bởi vì nếu mà các em can to quá thì cái máy tính của em nó sẽ hiểu rằng là nó sẽ không tính được, được chưa? Ok, vậy bây giờ mình sẽ thực hành thôi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đối với câu 1, em sẽ nhập là 8 n mũ 5 đúng không? X mũ 5 trừ 2x mũ 3 cộng 1 chia cho 4x mũ 5 cộng 2x bình cộng 1. Đấy, em sẽ nhập biểu thức vào và sau đó em can. Em can 10 mũ 10 cho thầy là được. Bởi vì ở đây là giới hạn của dãy số, tức là n của em nó sẽ tiến đến dương vô cùng. Vậy mình nhập 10 mũ 10 thì mình sẽ hiểu là 10 mũ 10 này là một con số rất là to. Và rất to chúng ta sẽ quy ước nó là dương vô cùng. Được chưa? Chúng ta ấn bằng. Như vậy chúng ta được kết quả là bằng 2 luôn. Tương tự như vậy, em sẽ bấm ngay câu 2. Căn của n bình trừ 4n cộng 8 trừ đi n. Nếu câu này mà làm tự luận chúng ta phải nhân liên hợp, nhưng không, chúng ta bấm luôn 10 mũ 10 và chúng ta thu đáp án thôi các em nhé. Và kết quả của em bằng trừ 2. Vậy cứ như thế, cái việc chúng ta bấm những cái câu hỏi khác nó là cái chuyện hết sức bình thường đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể bấm câu 3 xem đáp án là gì nhá. Các em có thể bấm. Rồi, thầy sẽ bấm câu 4 và câu 5 các em xem này. Trong thời gian qua có rất là nhiều bạn hỏi thầy về những cái câu bấm mũ như này. Thì các em cứ nhớ cho thầy rằng là khi các em gặp lũy thừa ấy, khi các em gặp số mũ như này ấy, thì các em bấm đến 99 thôi. Bởi vì các em bấm to quá ấy, ví dụ như là như thế này chẳng hạn, thì máy tính của em nó sẽ không tính được bởi vì số nó quá to đúng không? Đó, các em bấm 99 thôi. Như vậy kết quả bằng âm 6 được chưa các em? Đấy, rất là đơn giản, rất là dễ chịu đúng không? Âm 6, đáp án D luôn. Rồi, tương tự như vậy thì chắc chắn rồi, câu 5 này chúng ta cũng có thể bấm được ngay. Câu 5 này là gì đây? Căn của 16 mũ x cộng 1 cộng 4 mũ x đúng không? Trừ đi căn của 16 mũ x cộng 1 cộng 3 mũ x. Đó. Và các em cũng can 99. Ở đây chúng ta hiểu rằng là cái cơ số của mình nó là cơ số 16, tức là nó rất là to. Vậy thì chúng ta can 99 nó vẫn còn rất là to. Vậy em có thể can là 50.
mới được kết quả là bằng gì ạ? Bằng 0, đúng không? Đấy, còn nếu mà chúng ta cảm thấy chưa được thì chúng ta có thể thử lại. Nếu chúng ta cảm thấy không yên tâm, chúng ta có thể thử lại với một con số khác. Đó, tất nhiên rồi. Kết quả trong câu này chính là bằng gì? Bằng 0. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ kết thúc luôn, chúng ta kết thúc luôn kỹ thuật 1, đó là giới hạn dãy số. Và chúng ta sẽ không nói nhiều về phần này nhé. Tiếp tục đến với kỹ thuật 2, đó là gì? Đó là giới hạn của dãy số có quy luật. Thế thì ở đây mọi người chỉ cần sử dụng cho thầy cái phím, đó là phím sigma. Và phím sigma thì nó sẽ xuất hiện khi em ấn cái nút shift với cả x này thì nó xuất hiện sigma, thì nó là tổng. Thế còn nếu em gặp tích thì em sẽ ấn alpha và x này thì nó sẽ xuất hiện tích ra, được chưa? Ok, thế thì ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu một chút nhé. Ở cái dãy của chúng ta là một dãy có quy luật. Vậy dãy có quy luật thì chúng ta hiểu là cái số hạng cuối cùng này, số hạng cuối cùng này nó chính là cái số hạng tổng quát. Và trong lúc chúng ta nhập máy tính thì chúng ta sẽ nhập cái số hạng tổng quát của nó vào. Vậy chúng ta sẽ bấm như thế nào thì thầy sẽ chỉ cho này. Đầu tiên em sẽ nhập cái câu số 6 này nhá. Em sẽ nhập là 2n đúng không? 3 trừ n cộng 1. Đó, thế còn cái mẫu nó là một cái tổng. Vậy em sẽ nhập cái tổng sigma vào. Thế thì cái này là số hạng tổng quát và em sẽ nhập là 2x trừ 1. Số hạng tổng quát là số hạng cuối này này. Em hiểu không? Số hạng cuối này này, đó. Thế còn x chạy từ đâu thì em phải hiểu là cái số hạng đầu tiên này nó là 1 đúng không? Vậy tại x bằng mấy thì nó ra 1? Tại x bằng 1 thì nó sẽ ra 1 đúng không? Và đến đây thì em chạy đến bao nhiêu? Cái chỗ này em chạy đến bao nhiêu cũng được. Em hiểu là số càng to thì cái độ chính xác nó càng cao. Nhưng nó đồng nghĩa với việc máy tính nó sẽ tính lâu hơn. Thế thì ở đây bình thường em có thể để đến là 200 hoặc em có thể để đến là 500 hoặc thậm chí là 1000. Nhưng cái số này càng to thì máy tính nó sẽ tính càng lâu. Em hiểu vấn đề chưa? Nhưng càng lâu thì độ chính xác sẽ càng cao. Thầy cứ để là 200. Thế sau đó em thực hiện phím K. Câu này nó có tử và mẫu, tức là nó sẽ phải tính rất là nhiều thì em sẽ K. X ở đây em tiến đến bao nhiêu là 200 thì ở đây em cũng nhập là 200. Và em đợi kết quả thôi. Thì cái kết quả này của em nó sẽ gần với cái đáp án nhất và nó chính là âm 2. Và chính là đáp án gì ạ? C luôn. Tương tự như vậy, em có thể bấm những câu tiếp theo đúng không? Như là câu 7. Đấy, như là câu 7. Câu 7 thì cái tử của em nó là căn và bên trong nó là sigma. Cái số hạng tổng quát là số hạng cuối cùng. Đó là 4x trừ 3. Và x chạy từ đâu? Số hạng đầu tiên là 1 đúng không? Vậy x chạy từ 1 cho đến 200. Và mẫu của em thì là 2x trừ 1. Rồi em can 200 thôi. Em đợi kết quả nhé. Thì cái kết quả này em xem đáp án nào nó sẽ bằng kết quả này. Và nó chính là đáp án gì? Đáp án C, được chưa? Rồi, như vậy, ở đây em thấy là câu số 8 này. Câu số 8 này thì nó chỉ có cái tổng này thôi. Vậy nó chỉ có cái tổng này thôi thì em chỉ cần nhập cái tổng này vào. Và trong trường này thì em không cần phải can, em chỉ cần nhập đúng cái tổng này vào là được, đúng không? Vậy cái tổng này thì nó sẽ là sigma. Và em nhập cái số hạng tổng quát của em vào, đó là 1 trên. Cái số hạng tổng quát sẽ là số hạng cuối cùng nhé. Đây chính là số hạng tổng quát. Rồi, và đến đây thì bản thân cái x của em nó sẽ chạy từ cái số hạng đầu tiên, tức là tương ứng là n bằng 1 đúng không? Và em chạy đến bao nhiêu? Em chạy đến 200. Em đợi thôi. Em đợi kết quả thôi. Tất nhiên thì máy tính nó sẽ tính hơi lâu một chút. Vậy em nhìn là 200 phần 400 thì với cái kết quả này nó sẽ tương ứng đó chính là gì ạ? 0,5 và 0,5 chính là 1 phần 2 nhé. Rồi, cứ như vậy, em có thể tính được.
đúng không? Em tính được rất nhiều. Rồi, ok, em có thể bấm thêm một câu nữa, nó câu số 9 này. Cái câu số 9 này thì cái tử của em nó là tổng. Và cái số hạng tổng quát là số này. Và nó chính là n bình. Em chạy từ 1 cho tới 200. Mẫu thì em vẫn nhập như vậy. Thế trong câu này thì nó có hai biểu thức đúng không? Như vậy trong câu này thì em vẫn sẽ can 200. Và em đợi thôi. Rồi, 0 phẩy gì ạ? 0164. 0,164. Em xem đáp án nào bằng cái đáp án này thì em chọn nhá. 1/6 này. 0,16. 1/2 căn 6 này. 0,2 này. Như vậy nếu mà nhìn đáp án ấy thì đáp án là đáp án A luôn, được chưa? Ok, vậy cứ như thế nhá. Câu này em bấm được đúng không? Ở đây nó chỉ có một cái câu đó là gì ạ? Câu 12. Thế câu 12 là gì đây? Câu 12 nó là một cái tích. Vậy thì đối với tích thì em sẽ dùng cái phím này. Em dùng alpha. Alpha và cái này thì đây là tích. Em nhớ nhá. Nếu em không nhớ được, em không thuộc được thì em phải ghi chép nhá, em phải ghi chép. Cái này thì thầy sẽ làm rất là ngắn gọn vắn tắt thôi. Bởi vì thực sự thầy cũng không có nhiều thời gian và bây giờ các bạn biết là đang là mấy giờ không? Hiện tại đang là 2:51 phút sáng các bạn ạ. 2:51 phút. Rồi, bây giờ chúng ta chạy nhá. Chúng ta hiểu là cái số hạng tổng quát đây và cái số hạng đầu đây. Như vậy nó sẽ chạy từ 2 cho tới bao nhiêu kem? Chạy từ 2 tới 200 thôi. Và em đợi kết quả nhé. Ok, như vậy với cái kết quả này em có thể nhìn ra đúng không? Em có thể nhìn ra cái kết quả này trong 4 đáp án thì nó chính là 0,5 đúng không? Còn nếu mà chúng ta chưa yên tâm, chúng ta có thể chạy to hơn là đến 500. Nhưng nó sẽ đồng nghĩa là cái máy tính của chúng ta nó sẽ tính rất là lâu. Chúng ta phải đợi. Cứ thế thôi, đúng không? Không có bất cứ một cái vấn đề gì cả. Đó, em thấy không? Tức là nếu mà em càng để nó càng to ấy, thì cái việc là nó sẽ gần đến cái kết quả của em gần nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật số 3 nhé. Kỹ thuật số 3 đó là kỹ thuật về số thập phân vô hạn tuần hoàn. Cái này thì không có gì cả. Cái này em chỉ cần duy nhất một nút thôi. Đó là 5,3232 đúng không? Em muốn viết nó dưới dạng phân số và em làm trắc nghiệm nhé. Nếu mà làm tự luận ấy, thì các em phải xem những cái bài giảng khác của thầy nhé. Còn làm trắc nghiệm thì đây. 5, và em ấn cái nút này này. Em ấn cái nút ô vuông này này. Alpha bằng này 32 vào đây. Thì em hiểu là cái phím này ấy, nó chính là biểu thị cho số thập phân vô hạn tuần hoàn. Em bằng thôi. 527/99. Rồi, như vậy thì câu 14 nó sẽ là gì? 5. Em nhập thôi. 7, được chưa? 52/9. Thế thôi nhá. Ok, chúng ta đến với kỹ thuật số 4 ngay lập tức nào. Giới hạn của hàm số khi x tiến đến x0. Thì cái này nó sẽ có hai loại. Cái loại thứ nhất đó là loại thay số trực tiếp. Và cái loại thứ hai đó là loại dạng 0 trên 0, đúng không? Vậy thì trong lúc chúng ta bấm ấy, chúng ta cũng phải hết sức là lưu ý đâu sẽ là dạng thay số và đâu sẽ là dạng 0 trên 0. Thay số tức là gì? Tức là nếu mà chúng ta lấy cái con số đó, chúng ta thay vào biểu thức thì nó sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề gì.
Thì những câu như vậy chúng ta chỉ cần thay số một cách bình thường bằng cách là ấn phím Can, đúng không? Vậy ở đây thì chúng ta có thể bấm những câu này chính là những câu mà chúng ta chỉ cần thay số là chúng ta đã thu được cái đáp án rồi. Bởi vì tất cả những cái con số này mà thay vào đây thì nó không có bất cứ vấn đề gì cả. Nên như vậy thì nếu như mà trong những câu này em chỉ cần can và em ra đáp án thì cái này có lẽ rằng là thầy sẽ không nói thêm nhiều về nó nữa. Đó, x tiến đến 3 đúng không? Và x tiến đến 3 thì em chỉ cần can 3 vào thôi. Và em thu kết quả là căn 5 trên 5 nhé. Và căn 5 trên 5 thì nó chính là 1 trên căn 5. Ok, tương tự với tất cả những câu này. Em có thể làm việc đó. Như vậy đây là những câu thay số thì em nhập biểu thức và em can đến cái số đó là được. Rồi, còn ở dưới này nó khó hơn này. Đó là dạng 0 trên 0. Thế thì dạng 0 trên 0 thì phải được xử lý như thế nào? Ok. Đây, từ câu này thì em mới thấy nó bắt đầu có cái sự xuất hiện của dạng 0 trên 0. Thì đối với cái dạng này chúng ta sẽ có hai cách bấm nhé. Cách số 1 là chúng ta sử dụng đạo hàm. Và cách số 2 là chúng ta sẽ thực hiện phím can. Khi x tiến đến một số như thế này này thì em chỉ cần can cái số đó cộng với 0,0001 là được. Đấy. Ok chưa? Ok. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta thực hành nhá. Chúng ta sẽ bấm cả hai cách, các em có thể theo dõi này. Cách số 1 đạo hàm nhá. Đây là dạng 0 trên 0, tức là chúng ta phải nhận biết được cái dạng bài nhá. Thay số vào đây thì tử và mẫu bằng 0 đúng không? Vậy chúng ta nhập phân số này, chúng ta nhập đạo hàm này. Phân số này, đây nút này nhá. Shift này, tích phân này. Đấy, bây giờ chúng ta nhập vào x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2. Thì x là sẽ tính tại 1, tức là tiến đến đâu thì tính tại đó. Mẫu cũng thế nhé, em cũng nhập như vậy. X bình trừ 4x cộng 3. Và em cũng tính tại 1. Và em bằng thôi. Thì nó sẽ cho em kết quả nhé, 3 phần 2. Chắc chắn rồi, đáp án D luôn. Thế còn nếu em bấm theo kiểu kia, em bấm theo kiểu can thì em cũng nhập như vậy nhé. X mũ 3 trừ 3x bình cộng 2 chia cho x bình trừ 4x cộng 3. Rồi. Và em can đúng không? Em can. X tiến đến 1 đúng không? Vậy là 1 em cộng với 0,0001 vào đây. Và em đợi kết quả thôi. Thì đây, tất nhiên thì hai cách bấm nó sẽ cho ra kết quả xấp xỉ nhau. Và đây 1,5 cũng chính là 3 phần 2. Được chưa? Rồi, em có thể thực hành với câu hỏi tiếp theo. Em thực hành đi. Và em thích bấm theo cách nào thì tự em lựa chọn nhé. Em cảm thấy cái cách nào em bấm nhanh thì em làm. Còn nếu em cảm thấy không an toàn thì em bấm theo cả hai. Đúng không? Em muốn chắc chắn em bấm theo cả hai. Đây, x tiến đến 0 đúng không? 0 cộng 0,0001. Em đợi kết quả thôi. Kết quả này là 1 phần 50.000. Tức là em hiểu là cái con số 1 này chia cho một con số rất là to, đúng không? 1 phần 50.000. Và 1 phần 50.000 này thì chính là bằng gì? Bằng 0, đúng không? 1 phần 50.000. Con số rất là to. Đó. Thế còn nếu như mà em cảm thấy không an toàn thì em có thể bấm theo cái cách số 2. Khi em phân vân thì em có thêm sự lựa chọn. Và sự lựa chọn là gì thì việc đó là việc tùy em, đúng không? Rồi dưới mẫu cũng thế nhé. Rồi tất nhiên nó sẽ ra kết quả ngon lành đúng không? Bằng 0. Tương tự như vậy nhé. Tương tự như vậy. Cái câu này mà chúng ta bấm ngon lành thì tuyệt vời quá nha. Chúng ta bấm nhé.
người ta cho bảo là ra phân số đúng không? Ok. Vậy nếu mà mình mà bấm ra phân số thì ngon lành quá. Nếu các em không ghi nhớ được nhá thì các em phải ghi chép lại, các em nhớ chưa? Và các em phải thực hành nhá, các em phải thực hành. Các em phải bấm nhá. Các em có thể pause video lại các em xem được chưa? Ok, đây phân số 1,125. 1,125 chính là 9/8 các em. 9/8. Vậy thì 9/8 ok rồi. 2a tức là 10. 2 nhân 9 là 18 và trừ đi 8. Là còn gì? Còn 10. À. Rồi, tương tự như vậy nhá. Em có thể bấm. Em bấm nhá. Em thử thực hành đi. Xem vấn đề nó sẽ là gì, được không các em? Ok. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là giới hạn hàm số khi x tiến đến gì? Vô cùng. Thì cái này rất là dễ. Cái này em sẽ dùng cái phím can giống như dãy số thôi. Ở đây nó sẽ có hai kiểu. Đó là dương vô cùng. Thì em sẽ nhập là 10 mũ 10. Thế còn âm vô cùng thì em sẽ nhập là âm 10 mũ 10. Và em đọc kết quả là được, được không? Ok, mình thực hành luôn nhé. Đấy. Nói chung là tất cả mọi thứ nó đều xoay quanh cái phím can thôi. Nhưng chẳng qua là mình phải hiểu cái dạng bài, hiểu cái câu hỏi thì mình sẽ không bị mông lung, các em hiểu không? Rồi, các em can nhé. Dương vô cùng, âm vô cùng đúng không? Âm vô cùng này. Ok, em đợi kết quả thôi. 8. Rồi, tương tự như vậy nhá. Mình bấm tiếp. Mình bấm tiếp. Âm vô cùng nhá, âm vô cùng nhá. Em nhớ âm vô cùng này. Em đợi kết quả đi. Như vậy kết quả là bằng 1 phần 2 nhá. 0,5 này. 0,5. Rồi, vậy cứ thế thôi, cứ thế thôi. Với tất cả những câu khác em thực hành nhá. Em bấm được không? Đây, bấm thử câu này nào. Câu 28 nào. Nói chung là tất tần tật mọi thứ nó chỉ như vậy thôi và nó sẽ không có gì khác biệt cả. Nên chúng ta cũng không cần phải bấm quá nhiều. Chúng ta biết cách làm là được rồi, đúng không? Rồi, dương vô cùng nhá, dương vô cùng 10 mũ 10. Em đợi kết quả đi. Tức là nó bằng 0. Tức là nó bằng 0. Nhưng mà trong một số cái câu như thế này ấy, thì thầy cũng khá là phân vân. Thì thầy sẽ thử thêm một con số nữa. X số 9 thôi. Đấy, em thấy vấn đề không? Em thấy vấn đề không? Tức là khi mà em lấy con số nó rất là to ra ấy, rất là to ấy, em hiểu, em lấy một con số rất là to như này này. Thì nó lại ra một kết quả là bằng 0, tức là máy tính có thể là đang hiểu ở trong một cái trạng thái khác. Có thể là máy tính nó đang hiểu sai một cái gì đấy. Thế thì trong những cái câu mà trừ cho nhau như này này, nếu em để nhiều số quá thì nó hay bằng không lắm. Nhớ chú ý nhá, trong những câu mà nó có hai cái căn trừ nhau như này này, em để nhiều số quá thì nó hay bằng không lắm. Thường nó hay ra bằng không cực kỳ luôn. Nên là thầy sẽ giảm bớt cái số 9 đi. Thì đây là một trong những cái câu hỏi mà các em cần hết sức là lưu ý cho thầy. Thường những cái câu mà nó chứa gì ạ? Hai cái căn trừ nhau như này này. Nó hay xảy ra cái tình trạng đó lắm nhá. Đấy, nên là lưu ý nhá, bớt số 9 đi. À, bấm bé số bé lại. Thì bấm số bé lại thì nó lại ra kết quả đó là 3 này. Và câu này đáp án là 3 nhá. Câu này phải chú ý nhá. Nhớ chú ý nhá. Đáp án 3. Đó. Rồi thì bây giờ thầy bấm câu 27 các em xem nhá. Câu 27 các em nhìn này. Em nhìn câu 27 nhá. Căn của x bình này, cộng x này, cộng 2 này. Cộng x, cộng 2 này. Tiến đến âm vô cùng đúng không? Can này, trừ 10 mũ 10 này. Đấy, ra 3 phần 2. Như vậy trong câu này thì nó có hai cái căn. Và thực ra là âm vô cùng tức là nó cũng đang trừ nhau đấy. Nhưng mà nó lại ra kết quả đúng này. Đó.
Tức là thỉnh thoảng cái lỗi nó sẽ gặp phải ở trong một số câu. Người ta cố tình người ta cho, mà anh nào mà không lưu ý ấy, thì anh sẽ bị sai. Nên là thực ra nó cũng có một cái kinh nghiệm khi em bấm 10 mũ 10 ấy. Nếu mà mình bấm 10 mũ 10, tức là một số rất to ấy, thì sẽ có những cái câu mà nó cho ra đáp án chính xác. Nhưng nếu chúng ta giảm bớt số đi ấy, thì cái đáp án nó sẽ gần với đáp án thôi. Tức là nó sẽ không cho hẳn ra, đúng không? Em thấy này. Đấy. Lại ra là gì đây? Lại ra là 2. À đây, sorry em. Đó, em giảm bớt đi thì nó ra gần với đáp án thôi. Nhưng mà em tăng số lên, em tăng số lên thì nó sẽ ra là 3 phần 2, đúng không? Vậy thì có những cái câu mà chúng ta cần lưu ý, chúng ta cần tích lũy thêm kinh nghiệm, chúng ta bấm nhiều số và chúng ta cũng nên thử lại với ít số. Ví dụ em bấm nhiều số 9, em bấm nhiều số 9 thì em cũng nên, nếu em cảm thấy không an toàn, em cũng nên thử lại với ít số 9 hơn nữa nhá, cho an toàn được không? Ok, rồi. Chúng ta sẽ nói về cái kỹ thuật số 6 nào. Đó là giới hạn một bên. À, giới hạn một bên thì đơn giản thôi. Em hiểu là tiến đến bên nào ấy, ví dụ tiến đến x0 cộng ấy, thì em sẽ nhập là x0, em cộng với 0,0001. Thế thôi nhá. Còn nếu mà tiến đến x0 trừ ấy, thì em sẽ nhập x0 trừ 0,0001. Đấy, em chỉ cần nhớ thầy hai cái này thôi. Và em thực hành là được. Ví dụ như là câu gì ạ? Câu 29 này. Đó, rất là nhanh đúng không? Ok. Rồi, chúng ta có thể tính luôn. X trừ 2 nhân với căn của x trên x bình trừ 4. Đó, thì em tiến đến 2 cộng đúng không? Em lấy 2 cộng với, chỗ này thì mình bấm 4 5 số 0 thôi, mình cũng không nên bấm nhiều quá nhé. Rồi và em đợi kết quả thôi. Thì bản thân cái kết quả này nó là gì? À, cái kết quả này nó là 7,07 nhân 10 mũ trừ 4. Thì em hiểu là cái cách đọc kết quả như này này. Khi em gặp 10 mũ trừ 4 trừ 5 trừ 6 thì cái kết quả này nó sẽ chính là xấp xỉ với số 0 mọi người nhé. Đây chính là xấp xỉ với số 0 nhé. Nhớ cho thầy. Xấp xỉ với số 0. Tức là 10 mũ trừ gì đấy, tức là một con số rất là bé. Và bé như vậy là nó sẽ gần với số 0 nhé. Thế còn 10 mũ 5, 10 mũ 10 chẳng hạn thì nó sẽ là dương vô cùng, được chưa? Rồi, ok, như vậy đáp án C nhé. Rồi, tương tự như vậy. Em bấm câu tiếp theo nhé. X bình cộng với cả 13x cộng với 30 chia cho căn của x cộng 3 và x bình cộng 5. Trong đó x tiến đến âm 3 cộng. Âm 3 cộng nha. Đấy, âm 3 cộng. Em đợi kết quả thôi. Đó, thì em thấy cái con số này nó cũng gì? À, nó cũng 10 mũ trừ 3. Như vậy con số này nó chính là số 0 nhá. Đấy, thế thôi. Vấn đề rất đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Tiếp tục đi. Em thể bấm với cả những câu khác. Chẳng hạn như là câu số 32 chẳng hạn, đúng không? Em có thể bấm x bình cộng 2x trừ 8 chia cho x trừ 2 tất cả mũ 4. Đó. 2 trừ đúng không? 2 trừ. Và em sẽ bấm là 2 trừ đi 0,0001. Em đợi kết quả thôi. Thì đây em thấy kết quả này. 10 mũ 15 không? 10 mũ 15 tức là rất to. Nhưng đằng trước là dấu gì đây? Âm 5. Âm 5 nhân 10 mũ 15. Thì em đọc kết quả này là gì? Đây là dương vô cùng nhân với âm thì thành âm vô cùng, em hiểu vấn đề chưa? Đó. Rồi, như vậy thôi nhá. Nào, thế câu này làm sao đây? Câu này làm sao đây? Câu 33 là gì đây? Tính giới hạn khi x tiến đến 1 cộng. Thế 1 cộng là gì? 1 cộng là lớn hơn 1. Đúng không? 1 cộng là lớn hơn 1. Vậy lớn hơn 1 thì phải lấy cái ở bên dưới. Lớn hơn 1, đúng không? Vậy thì em tính tại giới hạn tại 1 cộng thôi, chính là cái này. Thì 1 thay vào đây thì nó bằng mấy? Nó bằng 2. Nên là chúng ta không có gì đáng nói ở câu này cả.
Bởi vì bản chất câu này là gì? Là chúng ta đưa ra sự lựa chọn thôi. 1 cộng thì lấy cái bên dưới. Mà lấy cái bên dưới thì tính tại 1 cộng, tức là thay 1 vào đây. Và thay 1 vào đây thì nó bằng hàng. Thế thôi nhé. Rồi chúng ta sẽ nói về kỹ thuật số 7. Đó là hàm số liên tục. Thực ra thì cái này rất là dễ thôi. Em bấm máy hay em làm tay nó cũng nhanh. Bản chất của hàm số liên tục là gì? Đó là lim x tiến đến x0 của fx thì phải bằng f tại x0, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta vẫn tuân thủ theo cái lý thuyết thôi. Đó là lim x tiến đến 4 của fx thì bằng bao nhiêu? Chẳng qua là chúng ta thay cái quá trình tính tay bằng quá trình chúng ta bấm máy tính thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta bấm nhé. Tại đâu tiến đến mấy đâu, tiến đến 4 đúng không? Rồi chia cho x trừ 4 tiến đến 4, được chưa? Ok, như vậy cái này ra mấy? Cái này ra 0,16667. Thì cái con này nó là phân số là bao nhiêu? 0,16667 đúng không? Đấy, như vậy chỗ này cái số này là xấu đúng không? Xấu, nhưng chúng ta biết nó là bao nhiêu đấy? 1/6. He he he. Có đúng là mình dùng kiến thức không? 1/6. Vậy 1/6 thì phải bằng f tại 4, và f tại 4 chính là a cộng 2. Như vậy ra được a rồi. 1/6 trừ 2 âm 11/6. Vậy cứ thế thôi nhỉ, cứ thế thôi. Với tất cả những câu khác chúng ta có thể làm ngay lập tức. Chẳng hạn như câu 36. Bản chất là chúng ta đi tính giới hạn thế thôi, đúng không? Tính giới hạn. Tìm m để hàm số liên tục tại x bằng 1. Liên tục tại x bằng 1 nhá. Liên tục tại x bằng 1. Như vậy em tính thôi. Căn của gì? X cộng 3 trừ 2 tại 1 và x trừ 1 tại 1. Nó bằng 0,25, là 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 nhá, 1 phần 4. Thế còn cái ở trên thì là gì? Tại 1 thì nó sẽ là 1 cộng m. Có đúng không? Có đúng tại 1 không? Tại 1 thì nó là 1 cộng m không? Như vậy hai này bằng nhau thôi. Như vậy m sẽ bằng âm 3 phần 4. Khoanh đáp án luôn. Nếu mà mình cứ làm như thế này thì cái câu chuyện nó lại quá là dễ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với cái kỹ thuật tiếp theo luôn nhé. Đó là tìm số nghiệm của phương trình. Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng 0,1? Ok, cái vấn đề này là gì? Đây chính là nội dung liên quan tới ứng dụng của hàm số liên tục đúng không? Và chúng ta hiểu ý nghĩa của nó là gì? Đó là FA nhân với FB mà bị âm ấy, thì phương trình FX bằng 0 sẽ có ít nhất một nghiệm trên khoảng AB đúng không? Chính vì vậy, đối với cái phần này chúng ta bấm máy, chúng ta sẽ dùng công cụ đó là mốt 8. Và chúng ta sẽ đếm số lần đổi dấu ta hiểu như thế nào. Khi mà cái biểu thức của chúng ta nó đổi dấu từ âm sang dương, tức là nó sẽ đi qua điểm 0. Từ âm sang dương là đi qua điểm 0, và mỗi một lần nó đi qua điểm 0 đấy sẽ được tính là một nghiệm. Vậy đi từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm sẽ đều được tính là một nghiệm. Vậy chúng ta bấm như thế nào? Các em hãy theo dõi này. Phương trình nào dưới đây có nghiệm trong khoảng 0,1 đúng không? Đầu tiên ấy, cái máy tính em dùng ấy, em nên tắt cái GX đi. Em cài đặt trước nhé. Cài đặt. Em chọn bảng giá trị. Em chỉ để FX thôi. Tức là 1. Bây giờ em bắt đầu chạy mốt 8. Em sẽ nhập cả tất cả những cái đáp án này vào. Từ 0 đến 1. Và em sẽ đếm số lần đổi dấu.
Như vậy đáp án A trước này. Em chạy từ 0 đến 1. Bước là gì? Là cuối trừ đầu. Cuối trừ đầu là 1 chia 40. Bây giờ em đếm xem nó có đổi dấu không nhá. Em nhìn nó dương này. Dương này. Em nhìn dương nhá. Em ấn xuống này, tiếp tục này. Em thấy nó vẫn đang dương đúng không? Nó vẫn đang dương. Em bấm hết thì nó vẫn dương. Đấy, em bấm hết nó vẫn dương. Như vậy chứng tỏ điều gì xảy ra đây? À, đó là nó không đổi dấu. Nó không đổi dấu tức là đúng thật là nó không có nghiệm trong khoảng không một thật. Tương tự như vậy với các đáp án khác em cũng bấm như thế. Thì em sẽ tìm được đáp án đúng không? Thầy bấm thử đáp án D nhé. Vẫn thế đúng không? Đấy, thầy bấm thử đáp án D nhé. Em thấy là nó dương này. Đấy, nó dương này. Thế nhưng mà xuống đến đây hình như có vẻ là nó đang đi qua điểm không này. Xong nó đổi dấu này. Thực ra tại đây chính là nghiệm này. Đó là tại cái vị trí nó bằng không chính là nghiệm. Và nghiệm của chúng ta chính là 1 phần 2 này. Nhưng mà nó đang từ dương nó sang âm này. Thì nó sẽ đi qua một điểm là nghiệm đúng không? Đó, như vậy phương trình này của em chính là phương trình có nghiệm đấy. Em chọn luôn. Tương tự như vậy. Em nhìn câu 39 đi. Phương trình đã cho khẳng định nào sau đây đúng? Thứ nhất là không có nghiệm. Thứ hai là chỉ có một nghiệm. Thứ ba là có ít nhất một nghiệm. Và thứ tư là không có nghiệm. Và tất cả những khoảng này đều khác nhau. Vậy trong câu này em bấm máy là tuyệt vời nhất, tối ưu nhất. Còn tất nhiên thì cái máy tính 580 của em nó cũng đủ mạnh để giải được phương trình bậc 4 thì em có thể giải đúng không? Tuy nhiên thì em giải cũng được. Ví dụ nhé. Đây, ví dụ thầy giải nhé. Đấy, thì em xem nghiệm của nó này. Đây, nghiệm của nó đây. 1,36 này. 0,61 này. 0,36 này. Trừ 1,61 này. Vậy, chúng ta có rất nhiều nghiệm. Phương trình đã cho không có nghiệm trong khoảng âm 20. Cái này sai luôn này. Phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm trong khoảng 0,2. Em thấy không? 0,6 đúng không? 1,3 đúng không? Ít nhất một nghiệm trong khoảng 0,2 đúng luôn này. Đấy. Phương trình đã cho chỉ có một nghiệm trong khoảng âm 21 sai này. Một nghiệm này. Hai nghiệm này. Ba nghiệm đúng không? Phương trình không có nghiệm từ âm 1 đến 1. Đây nghiệm đây, âm 1 đến 1 đây. Nghiệm đây, đúng không? Vậy cái này cũng sai. Như vậy đáp án chính là đáp án C. Tất nhiên là trong trường hợp phương trình bậc 4 em có thể bấm giải như này được. Thế nhưng mà thầy vẫn muốn là chạy mốt 8 nhá. Được chưa? Em chạy. Em chạy cái đáp án A này là từ âm 1 đến 1 đúng không? Em bắt đầu em đếm số lần đổi dấu. Em thấy nó đang âm đúng không? Nó đang âm này. Và nó đổi sang dương này. Đổi sang dương tức là nó đang có nghiệm. Vậy nó có nghiệm mà người ta nói là không có nghiệm thì tức là sai, được chưa? Tiếp tục này, em chạy tiếp này. Âm 2 đến 1 này. Người ta nói là gì ạ? Chỉ có một nghiệm. Vậy bây giờ em đếm nhé. Nó đang dương này. Đang dương này. Em thấy nó âm chưa? Như vậy là đây chỗ này là có một nghiệm đúng không? Có một nghiệm nhé. Em đếm tiếp này. Đang âm này. Nó lại dương mất rồi. Như vậy từ đây chúng ta có thể đếm là chúng ta đang có ít nhất là mấy nghiệm rồi? Hai nghiệm rồi đúng không? Vậy người ta bảo là chỉ có một nghiệm là gì? Là sai. Vậy cứ như thế nhá, em giải quyết được không? Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Ví dụ như là câu 41 thì sao? Phương trình có bao nhiêu nghiệm? Ok, phương trình có bao nhiêu nghiệm nhá. Thế thì trong cái câu này
chúng ta hiểu rằng là chúng ta đang hoàn toàn là không có cái khoảng để chúng ta bấm đúng không? Vậy với cái câu mà không có khoảng như này thì chúng ta phải tự chọn khoảng thôi. Chúng ta phải cảm nhận, chúng ta phải đưa ra cảm nhận, đưa ra dự đoán. Với những cái hệ số như này này thì chúng ta phải đưa ra dự đoán cho nghiệm. Dự đoán tức là như nào? Dự đoán tức là nghiệm của chúng ta nó sẽ thuộc từ đâu đến đâu. Ví dụ thầy sẽ đưa ra dự đoán với các cái hệ số như này thì nghiệm của chúng ta nó sẽ dự đoán từ âm 5 đến 5. Đấy, đấy là dự đoán. Bởi vì chúng ta hiểu là cái khoảng này này mà nó càng ngắn ấy thì độ chính xác của em nó càng cao. Tức là sẽ có bạn hỏi thầy là tại sao thầy không dự đoán là từ âm 10 đến 10? Tất nhiên thì cũng được thôi. Thế nhưng mà từ âm 10 đến 10 nó dài quá. Nó rất là dài. Vậy dài như này bấm vào máy tính thì cái độ chính xác nó sẽ không được cao. Thì chính vì vậy người ta sẽ cố gắng dự đoán tốt nhất. Còn nếu ví dụ em cảm thấy không tự tin, em từ âm 10 đến 10 thì em sẽ bấm cho thầy hai lần đi. Em bấm từ âm 10 đến 0 và em bấm từ 0 đến 10, được không? Đấy, thì tùy em nhé. Còn nếu mà em cảm nhận tốt, em dự đoán tốt ấy, thì em chỉ cần bấm một lần thôi. Hoặc thậm chí là từ âm 5 đến 5 em vẫn bấm hai lần được, đúng không? Đó là âm 5 đến 0 và 0 đến 5. Đấy. Thế còn tất nhiên là thầy bằng cái sự trải nghiệm quá nhiều rồi, đúng không? Thì thầy có thể biết được rằng là mình sẽ lựa chọn phương án nào. Tất cả những cái này là nó có cái kinh nghiệm tích lũy hết. Em muốn làm tốt mà em muốn làm nhanh, em muốn biết rõ thì nó cũng đồng nghĩa bắt buộc là em cũng cũng sẽ phải có cái sự thực hành rất là nhiều. Thế thì ở đây bằng cái sự cảm nhận và dự đoán thì thầy chạy từ âm 5 đến 5. Còn nếu em không tự tin em chạy âm 5 đến 0 và 0 đến 5. Hoặc là bạn khác chạy từ âm 10 đến 0 và 0 đến 10, em hiểu vấn đề không? Đấy, còn thầy cảm thấy tự tin thì thầy chạy luôn. Cuối trừ đầu chia 4 gì? 40. Vậy người ta hỏi là bao nhiêu nghiệm đúng không? Em hiểu là cái phương trình này là bậc 5. Bậc 5 tức là tối đa là mấy nghiệm? Tối đa là 5 nghiệm. Vậy nếu mà em đếm được 5 lần đổi dấu ấy thì ok rồi, đúng không? Đang âm nhá, rất âm này, em thấy rất âm không? Lý do nó rất âm ấy chính là lý do mà tại sao thầy không lấy từ âm 10, bởi vì đằng sau âm 5 này các con số nó cũng sẽ rất âm. Nên là thầy nghĩ rằng lấy từ âm 5 là được rồi. Rồi, em đang thấy nó âm nhá. Thì nó âm. Em thấy nó sang dương chưa? Như vậy từ âm sang dương này, âm này sang dương này, một nghiệm nhá, đếm này, một nghiệm này, tiếp tục từ dương sang âm này, hai nhá, đếm là hai rồi nhá, hai rồi này, đang âm này, lại sang dương nhá, ba nhá, ba này, lại âm nhá, bốn này. Lại dương nhá. 5 này. Vậy phương trình bậc 5 mà đếm được 5 nghiệm rồi thì tối đa sẽ là 5 gì? 5 nghiệm luôn, được chưa? Đấy, như vậy thầy đã đếm được phương trình có 5 nghiệm rồi thì em đã hiểu cái cách làm chưa? Em cố gắng thực hành với những câu còn lại để mình thấu đáo hơn nhá. Rồi, chúc các em có một cái kết quả thi học kỳ thật là tốt. Bye bye tất cả mọi người.